trong triển khai các dự án giao thông, nguồn vốn đầu tư, công nghệ xây dựng và kinh nghiệm thi công của các nhà thầu được xem là những yếu tố quan trọng nhất, quyết định tiến độ và chất lượng của công trình. Hàng loạt các dự án cầu đường bị đình trệ dẫn đến đội vốn có khi lên tới cả nghìn tỷ đồng trong thời gian vừa qua chính là minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, trong câu chuyện sau đây, một kỷ lục thi công đã được thiết lập nhờ đảm bảo cả ba yếu tố, nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm của nhà thầu. Đáng chú ý, công trình này do một doanh nghiệp tư nhân xây dựng để tặng cho những người dân tại địa phương. Năm mươi ngày trước, vị trí này vẫn là một khúc sông rộng, chia cắt đôi bờ. Ngày hôm nay, một cây cầu kiên cố đã mọc lên, giúp việc đi lại của người dân dễ dàng và thuận tiện hơn. Sau nhiều năm chịu cảnh gần nhà, xa ngõ, nay khu dân cư ở bên kia bờ sông Tam Bạc đã được kéo lại gần hơn với trung tâm thành phố Hải Phòng. Trước đây thì muốn đi sang bên phố này thì lại phải vòng lên vòng xuống mới sang được bên phố. Nó rất là khó khăn. Như các cụ ngày xưa nói là gần nhà xa ngõ. Bây giờ thì không còn xa ngõ xa nhà gì nữa. Bây giờ rất thuận tiện. Không biết nói như thế nào, chỉ cảm ơn thôi. Không phải thần đèn hay một phép màu nào mà chính con người đã tạo nên cây cầu này trong thời gian ngắn kỷ lục 50 ngày. Được khởi công vào ngày 4 tháng 4, thi công bằng công nghệ Berger Abam của Mỹ. Cầu vượt sông Tam Bạc dài 130m, rộng 26,4m đã hoàn thành trong thời gian nhanh chưa từng có. Thay vì khoan cọc và đúc trụ, đơn vị thi công và cũng là chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường đã cho đúc sẵn cọc chịu lực, sau đó đóng thành từng hàng rồi tiến hành lắp dầm. Nó giúp cho đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đồng thời nếu trong trường hợp điều kiện thi công tốt, thì công tác thi công đóng cọc chính xác, công tác đúc các cái cấu kiện đảm bảo độ chính xác cao, thì cái biện pháp thiết kế thi công này nó sẽ đem lại cái lợi ích về gia thành rất là lớn. Công nghệ mà công ty Sơn Trường sử dụng để làm cầu vượt sông Tam Bạc thực chất không phải là một công nghệ mới, mà trên thế giới đã được sử dụng từ lâu. Với công nghệ này, nhà thầu cho biết có thể thi công những cây cầu quy mô lớn hơn với kinh phí chỉ bằng một nửa so với suất đầu tư của ngân sách. Bên tôi là thi công rất nhiều cầu cảng, ví dụ như là cảng Cái Lân này, cảng Đình Vũ này, rồi đặc biệt là cái cảng Cam Ranh ở trong Nha Trang cho bên Hải quân. Thì đa số là vấp phải những cái việc về cản trở về cái việc thủ tục, về cái việc nghiệm thu, về cái việc vốn đều là chậm. Chậm tiến độ và đội vốn là tình trạng phổ biến trong xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam, nhất là khi sử dụng vốn nhà nước. Tình trạng này có lẽ chỉ được khắc phục khi cả chủ đầu tư và nhà thầu đều biết quý trọng từng đồng tiền thuế của dân, như những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của chính mình.